Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tẩy keo 502 khi mà bị vướng lên các bề mặt như là bị vỏ này hoặc là rất là màn hình. Như các bạn thấy là mình các bạn vừa chơi bản lề thì bị tình trạng là keo 502 có rớt ở đây. Thì đây là cái dung dịch mà chúng ta tẩy keo 502. Nó có tên là mã nó là MCN302, cái loại này nó nặng hơn các loại thường. Cho nên là khi chúng ta dùng thì dùng liều lượng rất là thấp thôi. Nên là mỗi lần chúng ta dùng chúng ta chỉ quẹt một ít nhẹ thôi nhá. Đây ví dụ trong này đúng không ạ? Chúng ta sẽ quét lấy một ít nhẹ chúng ta tẩy đẩy này. Đây đây các vị trí keo đang bị vương vào các bạn nhé. Đây này. Các bạn nhìn rõ đấy, đấy lại vương vào. Hay thường không thể đẩy được, đúng không? Nhưng khi chúng ta cho keo cho tan keo vào này. Đó. Chúng ta từng tí một thôi nhá. Từng tí một. Cái chất liệu kính này thì nó sẽ dễ hơn, còn các chất liệu mà màn hình thì nó sẽ độ mài mòn nó khó hơn. Chúng ta cho ngấm một chút nha, chúng ta dùng rẻ lau khô chúng ta đẩy đi. Đấy, nó sẽ bở ra này, các bạn nhìn thấy nó bở ra không? Đấy, nó bở dần này. Khi nó tan keo ra này, đấy. Lại cho thêm một lần nữa. Dung dịch này nó rất là nặng nên các bạn lại cho một liều lượng rất là thấp luôn. Đấy, nó sẽ mờ dần đi, mất 2-3 lần. Đấy, 2 lần này, lần thứ 3 này. Thì cái chất liệu người ta cho làm lượng rất là thấp rồi nhé, nó sẽ ăn vào màn nhựa. Mình đang lau tiếp lần thứ 3. Đấy, các vị trí mà cái khoảng lớn nó bắt đầu nó mờ đi. Nó bỏ dần ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các vị trí mà nó bị keo 502 rớt vào hoàn toàn hết luôn. Đấy. Trên đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để tẩy keo 502 trên tất cả các bề mặt. Thì rất mong video này sẽ mang lại cái lợi ích cho các bạn, cũng như là khi không phải lo lắng khi mà keo 502 rớt vào các bề mặt các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.